Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại kênh nông nghiệp của Minh Khoa. Thì hiện tại Minh Khoa đang ở Lai Uyên, Bầu Bàng của tỉnh Bình Dương để thăm lại vườn của anh Chiến, là một vườn bưởi da xanh đang theo quy trình dinh dưỡng của Minh Khoa. Thì cái chủ đề quay ngày hôm nay đó là cái chủ đề mà cây bưởi da xanh ra hoa vào dịp tháng giêng, thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì để chúng ta hạn chế được cái tình trạng cây chúng ta nó bị rụng bông hàng loạt cũng như là rụng trái non trong thời điểm mà nó ra hoa vào tháng 2 hay gọi là tháng giêng. Thì đầu tiên vườn này thì vừa rồi đã trải qua là cắt trái cái lứa bông Tết rồi, lứa trái Tết vừa rồi đã cắt bán hết rồi, và hiện tại cây đang ra một lứa hoa tự nhiên rất là nhiều. Và con có thể để ý trên cây là mặc dù ra hoa tự nhiên nhưng mà nó ra hoa gần như là đồng loạt cả cây đó. Và cũng rất là nhiều vườn ra hoa vào thời điểm này chứ không riêng gì vườn của anh Chiến, rất là nhiều vườn của bà con khác ở những khu vực khác vẫn ra hoa tự nhiên rất là nhiều. Và đặc biệt là thời điểm này ở miền Bắc của chúng ta thì đang là rơi vào dịp cái hoa gọi là hoa chín vụ đó. Thì khi mà cây bưởi chúng ta ra hoa vào thời điểm này nó bị rụng bông nhiều thì nó có những cái lý do gì để mà xảy ra cái tình trạng là bị rụng bông nhiều đó? Thì đầu tiên bà con mình lưu ý, thời điểm này là thời điểm của mùa xuân. Mùa xuân thì cây chúng ta nó ra hoa và nó ra lọc rất là nhiều, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt non và giữa bông, thì nó cạnh tranh rất là nhiều dẫn tới cái tình trạng là cây chúng ta bị rụng bông. Cái thứ hai thì trong thời điểm này cái thời tiết nó cũng không có là thuận lợi cho lắm, bởi vì cái dao động giữa ngày và đêm á, nó cái biên độ nhiệt giữa ngày và đêm nó diễn ra rất là chênh lệch rất là lớn. Ban ngày thì nắng nóng và ban đêm thì nó chuyển lạnh, và đặc biệt là năm nay khu vực Đông Nam Bộ thì nó lạnh rất là nhiều, thậm chí có những thời điểm mà sau Tết nó lạnh chỉ khoảng độ là 18, 19 độ, 20 độ, 22 độ là so rất là lạnh so với những cái năm trước. Đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ mà nó đậu bông. Một cái vấn đề mà ảnh hưởng tới cái quá trình mà đậu bông và khiến cho cây mình nó bị rụng bông hàng loạt đó là vấn đề mà chúng ta không canh chỉnh được lượng nước tưới trong cái thời điểm là mùa nắng, bây giờ là mùa xuân nhưng mà ở trong Nam mình gọi là mùa khô, thì chúng ta không canh chỉnh được cái lượng nước tưới thì cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự rụng bông của cây. Một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề là chúng ta sẽ gặp phải đó là cái tình trạng mà nhện đỏ và bọ trĩ nó tấn công vào bông khiến cho bông của ta nó rụng hàng loạt, hoặc là nó đậu trái rồi nhưng mà trái đó nó bị hư, chúng ta phải bẻ bỏ. Đó là những cái vấn đề mà thường gặp trong cái giai đoạn này. Thì chúng ta sẽ phải khắc phục những cái tình trạng đó như thế nào, thì chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần là chúng ta sẽ lưu ý những cái vấn đề gì trong cái thời điểm này. Thì cũng mong là bà con thông cảm, bởi vì vườn của anh Chiến đây là nó có gần cái trại heo, cho nên là cái âm thanh của máy móc đồ nó khá là ồn, bà con mình có nghe không rõ thì cũng xin thông cảm cho Minh Khoa. Minh Khoa xin được nói tiếp về vấn đề này. Thì đầu tiên về vấn đề cạnh tranh cái đọt non, thì giữa đọt non và bông thì chúng ta phải biết để mà chúng ta khắc phục cái tình trạng này. Đầu tiên thì sau khi cắt trái xong, chúng ta phải tiến hành bổ sung một cái lượng dinh dưỡng NPK và hữu cơ cho cây. Thì trong giai đoạn này chúng ta sẽ bốn cái NPK là chúng ta sẽ dùng cái NPK cân bằng 3:15, 3:16, 3:18 để chúng ta giúp cái cây chúng ta nó tích trữ được đầy đủ cái dinh dưỡng NPK cân đối để cái đọt chúng ta ra nó vừa phải, và khi nó kéo theo bông thì nó sẽ không có bị rụng. Đó là vấn đề chúng ta mà căn chỉnh về cái lượng NPK cho nó thích hợp ở trong cái thời điểm này. Đó là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai thì khi mà cây chúng ta nó ra hoa và nó đọt nhiều quá thì chúng ta phải tiến hành sử dụng những cái dòng lân và kali nó cao, nhưng mà nó phải dễ hấp thu và không gây ảnh hưởng tới cây, để chúng ta phun xịt vào giúp những cái chồi non như thế này thì nó sẽ nhanh già lá và nó sẽ không có cạnh tranh dinh dưỡng, nó làm rụng cái bông này đi. Thì cái này thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng ví dụ như là kali hữu cơ để chúng ta phun xịt này, với một cái công thức theo cái tư vấn của đội ngũ kỹ thuật, đó là kali hữu cơ. Cái thứ hai là cái lân cao năng, là cái dạng lân mà phosphonat á, lại gốc lân cao, nhưng mà khi phun xịt vào đó thì nó cũng giúp cho cái lá ta nó sẽ rất là dày và nó hạn chế được cái tình trạng là bị rụng bông. Đó là vấn đề mà cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt non và bông, thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà nó chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cùng với cái chế độ nước tưới, thì bà con mình lưu ý là chúng ta cố gắng là tưới nước vào sáng sớm và chiều tối, bổ sung đầy đủ cái lượng nước.
nhưng mà cũng không quá tưới quá nhiều, bởi vì tưới quá nhiều thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng nó trương nước, thì nó khiến cho cái bông ta nó bị rụng. Chúng ta tưới vừa phải, tưới đủ ấm. Thông thường thì có khoảng tùy theo từng cái vùng đất mà chúng ta sẽ có cái chế độ nước tưới khác nhau. Nếu đất chúng ta đất thịt, đất giữ nước thì có thể là 3 ngày chúng ta tưới nước một lần. Nhưng đối với những đất cát và những cái đất mà sỏi, đá sỏi cơm, nó rút nước rất là mạnh và nhanh khô thì chúng ta có thể là 2 ngày chúng ta tưới nước một lần để mà giảm đi cái tình trạng là nó bị rụng bông do là nó sốc nước và nó sốc cái thời tiết. Đó. Cái vấn đề tiếp theo nữa là bà con mình cũng phải lưu ý nè, là trong thời điểm này á, nó có xảy ra một số cái cơn mưa mà nó nghịch mùa. Thì cái này là khá là nhiều vùng bị, đặc biệt là ở Bình Phước. Bình Phước thì năm nay cái tỷ lệ bông sầu riêng cũng như là các cái bông của cây trồng khác nó bị rụng đi rất là nhiều. Và do cái yếu tố là nó bị một vài cây mưa. Mà cái mưa đầu mùa thì nó mang theo cái lượng đạm và cái lượng axit nó rất là lớn, khiến cây chúng ta nó dễ bị vọt đọt và nó dễ bị nấm khuẩn xâm nhập. Thì sau khi những cái cơn mưa trái mùa đó nó xảy ra thì bà con mình phải cố gắng lưu ý là chúng ta sẽ phun phòng ngừa cái nấm bệnh. Chúng ta có thể dùng những cái dòng ví dụ như là Anvin Hexacolazone á, chúng ta phun để mà phòng ngừa nấm bệnh, hoặc các cái dòng tinh dầu nó chứa nano đồng, nano bạc, hoặc là một số cái loại thuốc nấm khác để chúng ta phun phòng ngừa cái nấm bệnh trong thời điểm mà sau những cái cơn mưa trái mùa đó. Và tốt nhất là sau những cơn mưa đó thì chúng ta tiến hành tưới nước ở phần gốc luôn để mà nó hòa loãng đi những cái độc tố hoặc là những cái mà đạm nó tự nhiên ở trong đó, chúng ta tưới nhiều nước để cho nó phân giải ra. Đó là về vấn đề mà nó mưa nghịch mùa thì bà con mình cố gắng là lưu ý cho thời điểm này. Tiếp theo là cái vấn đề mà chúng ta phòng ngừa cái bọ trĩ và cái nhện đỏ ở trong cái thời điểm là cây trồng ta ra hoa như thế này. Thì cái nhện đỏ thì xưa giờ bên công ty vẫn sử dụng cái bộ tinh dầu để mà phòng nhện đỏ và sâu vẽ bùa thì nó khá là hiệu quả, và bây giờ nó cũng đã nâng cấp lên khá là nhiều lần rồi, cho nên về hai loại côn trùng cắn phá này thì chúng ta có thể sử dụng cái dòng tinh dầu đó. Và đặc biệt bây giờ thì Minh Khoa cũng đã sử dụng và cũng đã cho thực nghiệm rất là nhiều vườn và kết quả cũng rất là tốt, đó là cái bộ tinh dầu tỏi ớt để mà phòng cái con bọ trĩ, các cái loại chích hút như là cái con bọ xít mũi và con ruồi vàng, thì cũng đã bắt đầu cho ra thị trường một cái loại tinh dầu đó mới. Thì bà con mình có thể muốn mua cái dòng tinh dầu này có thể liên hệ riêng với Minh Khoa qua cái số hotline trên màn hình cũng như là Facebook rồi Zalo của Khoa đều được hết. Thì đó là những cái sản phẩm mà nó sẽ bắt đầu mới và áp dụng vào năm 2021. Đó, tình trạng cây bây giờ thì cây này là được khoảng 40 tháng tuổi rồi. Nói chung là tỷ lệ ra hoa tự nhiên cũng khá là nhiều. Nó không có ra nhiều giống như là chúng ta làm bông đâu bà con, nhưng mà mỗi cây ra nếu mà đậu quả thì nó vài chục trái là có, 5-70 trái là có, bởi vì cái tỷ lệ ra hoa mình thấy nó ra rất là nhiều ở đây. Thì nếu giữ được cái lứa hoa này thì cũng là một cái lứa hoa tự nhiên rất là tốt. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ đi vào cái đợt làm bông Tết vào tháng 3, đầu tháng 3 âm lịch thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ làm bông. Đây là những cái hoa, hoa cũng rất là mập và khỏe đây bà con. Nhìn cũng rất là được mắt bà con ha. Thì bà con lưu ý cho Minh Khoa những cái vấn đề mà nãy giờ Minh Khoa có chia sẻ bà con về những cái vấn đề đó, thì bà con mình lưu ý áp dụng cho mảnh vườn của mình. Nếu như vườn nào đang ra hoa tự nhiên hoặc là làm bông vào cái tháng này thì bà con mình cũng xin lưu ý những cái vấn đề đó để tránh cái tình trạng là cây chúng ta nó bị rụng hoa hàng loạt, thì sẽ ảnh hưởng tới năng suất cây trồng của chúng ta. Thì chia sẻ bà con một cái video ngắn. Nếu bà con mình có góp ý gì về cái vấn đề này cũng như là có những cái yêu cầu về những cái chủ đề mà Minh Khoa sẽ làm cho bà con xem thì bà con mình cứ bình để lại những cái bình luận hoặc là nhắn tin cho Minh Khoa. Minh Khoa sẽ làm tiếp những cái video khác cho bà con xem. Thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.